nay mình ra video mọi người xem thứ hai nhớ đăng ký ủng hộ mình nhá. Đấy các bạn này, thì hôm nay mình sẽ làm cho một em gái các bạn ạ. Em gái đầu tiên nhá các bạn nhá. Ở kênh của Xôm thì chưa có em gái nào được tặng diều. Hôm nay mình sẽ làm cho tặng một cho một em gái các bạn nhá. Mình tặng con diều tầm hơn mét này cho một em gái ở dưới Mỹ Thái, quán cà phê 88 nhá các bạn nhá. Đấy thì lâu lắm Sồn cũng không tặng ai diều, mọi người xem thông cảm nhé, tại vì nhiều người quá mình không tặng hết được đâu. Thật sự thế. Đây các bạn ạ, đây này. Đấy, con diều này mình mới làm xong, mình mới vót các bạn đây. Đấy, khung ấy đấy, cái rác của nó này. Đây diều mình vót đây. Lúc nãy mình không có ai quay hộ các bạn nhá. Thì mình bây giờ mình mới bắt đầu quay buộc các bạn xem nhá. Đấy mình, tại vì mình cũng quay vót nhiều rồi thì mình cũng nên giờ mình quay được quay buộc thôi các bạn ạ. Không biết làm cho em gái không biết nó có nên không. Không nên thì nhỏ lắm các bạn nhỉ. Đấy, em gái này cũng xem kinh của Sồm cũng là rất lâu rồi. Cũng khá là lâu rồi. Hôm nay mình mới bảo mình làm, bây giờ mình mới làm được. Lâu lắm mình mới làm được các bạn nhá. Đấy, tại vì chưa tặng em gái nào nên hôm nay mình sẽ tặng cho một em gái đầu tiên các bạn nhá. Em nó tên là Linh các bạn ạ. Thank you.
mình đấy các bạn ạ. Đấy các bạn này, tuy nó hơi xấu các bạn này. Đây cái sáo này, mình sáo này mình làm. Đây các bạn nha. Đấy các bạn này. Chết không? Đấy, chết không các bạn này. Đấy, được không? Quá đẳng cấp con này. Đây. Cái này mình sẽ đâm test thử các bạn xem nhá, không biết còn lên hay không, nhưng mà nghĩ thế nào? Nghĩ lên không? Lên. Các bạn này, anh em mình nghĩ lên nhưng mà không biết thế nào nhá. Bên tay mình đâm. Nó đây nó hơi quẩn các bạn ạ. Nào cứ cuốn này. Nó kia đâm nó. Đây cao thủ đâm các bạn nha. Ui, chơi đâm diều ạ. Không biết có nên không? Nào. Nào, anh ta định làm gì đây? Đâm nào. Để lên được các bạn này. Còn đánh không? Không đánh các bạn này. Được rồi. Đừng đen các bạn ạ. Tí xấu xấu nên ác bét các bạn ơi. Ô, ăn à? Đất dây á?